khóa cấu kiện vào lưới trục. Bây giờ thì mình sẽ vẽ nhanh một cái lưới là chữ số này và một cái lưới là chữ cái này. Rồi, bây giờ mình sẽ lôi cột kết cấu vào nhé. Mình tích vào đây, sau đó mình chọn là cho chỗ column đúng không? Trong trường hợp này thì mình sẽ chọn là vertical column để nó sẽ là hệ thống cột dọc đúng không? Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn là theo chiều cao này và đến level tầng 2 nhá. Mình đang ở level tầng 1 này, mình muốn cho tới đây, đến level tầng 2. Ở đây nhá thì mình chọn là add grid này. Sau đó thì mình kéo cái lưới trục này này. Lúc này thì nó sẽ thả cột của các bạn vào trong các vị trí giao nhau của lưới nhá. Ở đây mình ấn nút finish này. Và rất là hay đó chính là khi chúng ta di chuyển cái lưới trục này này thì cái hệ thống cột của chúng ta cũng di chuyển theo. Đúng không? Bây giờ nhá, mình xuất hiện thêm một cột ở đây nữa đi. Thì mình sẽ làm như sau. Mình tương tự mình tích ở đây này. Các bạn nhớ nhá, mình tích vào cái lưới trục này này. Để mình chọn này, mình tích vào lưới trục này này. Đó. Vậy thì khi mình di chuyển cái lưới trục này nhá, thì cái cột này nó cũng di chuyển theo. Các bạn nhớ nhá, đối với cột thì chúng ta cho vào cái lưới trục nó rất là dễ và nó bắt điểm luôn, đúng không? Giả sử thì cái cột của chúng ta nó nằm ở cái vị trí ở giữa này đi, thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ phải vẽ một cái mặt phẳng gọi là tham chiều vô tận. Và phím tắt của chúng ta là phím RP này. RP các bạn nhé. Ở đây mình gõ này RP và mình vẽ một cái mặt phẳng tham chiều vô tận này. Các bạn nhớ nhá, khi chúng ta vẽ cái đường này này, tức là nó sẽ xuất hiện trong tất cả các mặt bằng của các bạn. Ví dụ như là mặt bằng tầng 1 đến mặt bằng tầng 4 này, nó đều xuất hiện cái RP này nhá. Ở đây này, khi mình vẽ một cái cột nhá, cột này, và mình đặt vào đây, các bạn thấy này, chúng ta không thể dễ dàng chúng ta đặt vào cái mặt phẳng tham chiếu này được, đúng không? Như đối với lại cái lưới trục này, chúng ta có thể đặt được ngay, đúng không? Còn đối với mặt phẳng tham chiếu này, các bạn thấy không? Chúng ta đặt vào đây nhá, không thể liên kết được luôn. Và chúng ta di chuyển cái mặt phẳng tham chiếu này thì cái cột nó cũng không di chuyển, đúng không? Vì vậy nhá, đối với cái mặt phẳng tham chiếu như thế này này, chúng ta sẽ dùng một cái lệnh, đó là lệnh AL. Lệnh AL tức là dòng đối tượng đây các bạn ạ. Chúng ta có AL nhá, sau đó chúng ta tích vào mặt phẳng này này, sau đó tích vào cái cạnh này này, đúng không? Hoặc là chúng ta AL này, chúng ta tích vào cái mặt phẳng này, sau đó chúng ta tích vào cái tâm này, đúng không? Sau đó chúng ta ấn nút khóa lại nhá. Khi chúng ta khóa này lại này thì cái mặt phẳng tham chiếu này nó di chuyển thì cái cột cũng di chuyển theo các bạn nhá. Tương tự này, AL này, chúng ta dòng cái này vào cái tâm cái này, đó, khóa lại nhá, các bạn thấy không? Đối với các đối tượng mà nó bất định ở trong cái không gian như thế này, không có lưới trục nhá, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái mặt phẳng tham chiếu này. Và ở đây thì chúng ta sẽ dùng lệnh DI để chúng ta ghi số liệu cho mặt phẳng tham chiếu này nhá. Đấy. Giả sử này, các bạn muốn mặt phẳng tham chiếu này cách trục D là 2m thì chúng ta làm như sau. Chọn mặt phẳng này này, sau đó gõ 2m ở đây. 2000. Enter. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái dimension này để chúng ta kiểm soát cái mặt phẳng tham chiếu này. Và cái mặt phẳng tham chiếu này nó sẽ gắn và nó chứa toàn bộ những cái đối tượng cấu kiện ở trên này đúng không? Tường, cột, dầm, sàn thì có thể là chúng ta sẽ liên kết với cái mặt phẳng tham chiếu này. Và khi mặt phẳng tham chiếu này nó di chuyển thì cấu kiện của chúng ta nó sẽ di chuyển theo. Và nó sẽ rất tiện cho chúng ta khi chúng ta làm hồ sơ sau này các bạn nhé. Sẽ chọn cao độ từ đây đến đây. Các bạn nhớ nhé, là sau khi mà chúng ta vẽ xong tường thì cái tường này của chúng ta này nó phải liên kết với dầm, với cột và với sàn nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình vẽ sàn luôn này. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sang 3D chúng ta nhìn nhá. Đây. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta không liên kết nhá thì nó sẽ bị nhấp nháy như thế này này. Và khi tính khối lượng thì nó sẽ bị sai nhá. Đó. Vì thế nên điều đặc biệt nhất đó chính là trong Revit ấy, các bạn phải làm chuẩn nhá. Làm chuẩn thực tế. Và nếu mà chuẩn thực tế như thế thì chúng ta tính toán khối lượng nó sẽ rất là sát. Đó, mà cắt này. Các bạn sẽ thấy nhấp nháy vật liệu đúng không? Rồi. Thì đầu tiên là mặt bằng nhá. Cái mặt bằng này này. Là cái tường của chúng ta này. Chúng ta phải liên kết với cột bằng cách để chúng ta vào trong phần modify này. Các bạn tích vào phần join ở đây này. Cho đây này. Đầu tiên này nhá. Tích vào tường này, sau đó tích vào cột này. Thì nó sẽ liên kết được tường với cột nhá. Đó, tương tự này chúng ta sẽ làm với lại những cái còn lại này. Đó. Nếu không được nhá thì chúng ta lại sang bên cạnh này, chúng ta liên kết như này đúng không? Đó. Mặc định của Revit nhá
thì chúng ta sẽ phải liên kết một cách thủ công như thế này. Nhưng về sau thì chúng ta có thêm rất là nhiều các plugin khác ấy, thì chúng ta cài đặt vào và chúng ta sẽ làm cái việc mà liên kết này nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Sau khi mà cái tường của chúng ta này nó liên kết với cột xong này thì nó phải tiếp tục liên kết với dầm các bạn nhé. Tương tự này chúng ta sẽ làm như sau này. Vào phần join này, liên kết này, tường này với dầm này. Đó, các bạn thấy không? Tường này với dầm này. Đó. Sau khi đã liên kết với cột này, với dầm này thì tường của chúng ta lại tiếp tục liên kết với sàn nhé, các bạn nhìn này. Sàn này. Ok chưa? Đó. Nếu mà chúng ta chưa liên kết nhé thì các bạn sẽ thấy là có một lớp vữa ở đây đúng không? Ngăn giữa này. Thế bây giờ mình liên kết nhé. Đây, tích vào tường này, sau đó tích vào phần sàn này. Thì các bạn sẽ thấy là nó mất cái đoạn này đúng không? Đó. Rồi. Thì đây là liên kết này. Thế thì có một số bạn hỏi mình đó chính là cái vấn đề rằng là thể hiện cái phần chỗ này nó như thế nào. Thế thì các bạn chú ý nhé, trong phần join này này, nó sẽ có một phần gọi là switch join order, tức là đổi các vị trí ưu tiên nhé. Khi mình tích vào đây này, bây giờ mình tích vào cái dầm nhé, sau đó mình tích vào cái sàn này, thì nó sẽ ưu tiên cái dầm hơn so với cái sàn, đúng không? Bây giờ mình làm ngược lại nhé, mình tích vào đây này, đây này, switch join order, tích vào trong cái dầm này nhé, sau đó mình tích vào trong cái sàn này này. Đó, thì cái dầm này nó sẽ được ưu tiên đè lên cái sàn, đúng không? Bây giờ mình làm ngược lại nhé, mình tích vào đây này. Bây giờ mình muốn ưu tiên cái sàn, nó đè lên cái dầm thì mình tích vào cái sàn trước nhá, sau đó tích vào cái dầm. Ok, khá đơn giản đúng không các bạn? Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ về cái mặt bằng này và mình tạo một cái mặt cắt nhé. Bây giờ mình sẽ liên kết lại cho các bạn xem nhé. Cái tường này liên kết với cái dầm này. Cái tường này tiếp tục liên kết với cái sàn này này. Rồi, ok chưa? Bây giờ mình sẽ chọn cái sàn này nhé. Sau đó mình tích vào phần Edit Type này. Trong này thì mình sẽ thiết lập nhanh nó là vật liệu bê tông nhé. Mình search chữ Concrete bê tông. Rồi, cần thiết thì mình thêm một lớp vữa nhé. Rất nhiều bạn hỏi mình đó chính là tại sao cái dầm này này và cái sàn này này cùng là vật liệu bê tông mà lại có cái đường line ở giữa này, này đó. Hay là rất nhiều bạn hỏi mình là làm sao đi để xóa đi được cái đường line này. Xóa đi được cái đường line này. Bởi vì hai cái này nó là bê tông mà, nó phải như thế này đúng không ạ? Thế thì rất đơn giản thôi. Còn nhớ nhá, cả hai cái này cùng là một loại vật liệu thì nó sẽ tự động mất cái đường line ở đây nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại này. Mình sẽ chọn là cái vật liệu này. Mình sẽ chọn là edit type này. Và đây mình chọn là edit. Kiểm tra lại nhé. Ở đây thì mình chọn là concrete cast in seal đúng không ạ? Ok. Tương tự này. Cái dầm này này mình cũng phải chọn như vậy nhé. Đây. Chọn đúng cái này, loại này nhé. Đó, con thấy không? Đấy, nó không còn cái đường line nữa rồi đúng không? Và các bạn nhớ nhé, trong Revit này này, nếu mà nó đã tính bê tông vào trong cái sàn rồi thì tự động phần bê tông ở phần dầm này nó sẽ trừ đi và ngược lại nhé. Trong cái trường hợp này thì các bạn thấy không ạ? Cái tường của chúng ta này, nó đã liên kết được với cái cột, đã liên kết được cái dầm và cái sàn đúng không ạ? Và đây là cái việc mà chúng ta hiển thị để cho cái bản vẽ chúng ta nó nhìn nó gọn gàng hơn và chính xác hơn. Tìm hiểu về underlay. Underlay là một cái tính năng khá là hay, khá là đặc biệt và nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đó. Thế thì underlay các bạn hiểu là một cái lớp lót để kiểm tra cấu kiện nhá. Thế underlay nó nằm trong cái mục này này các bạn này. Đó. Nó sẽ nằm trong cái bảng bảng properties này. Căn hộ đơn giản như thế này để mình minh họa cho các bạn dễ hiểu nhá. Ở đây thì tầng 1 này của mình này thì mình có là phòng khách này, sofa này, rồi nhà vệ sinh này, rồi. Tầng 2 của mình là mình có cái phòng ngủ đúng không? Cái giường ở đây. Thế thì khi mà mình thiết kế cái tầng 2 này này, nhiều khi là chúng ta sẽ phải nhìn tổng quát và các cái cấu kiện của cái tầng 1 để chúng ta design cho nó hợp lý đúng không? Ví dụ như là chúng ta cần biết được rằng là khu vực này này nó có tường hay không, là hay là nó có nhà vệ sinh hay không để chúng ta tránh cái giường ngủ nó sang bên này đúng không? Đó. Nói chung là khi mà chúng ta thiết kế cái tầng 2 này thì chúng ta cần phải nhìn được cái hệ kết cấu của cái tầng 1 thì nó sẽ tiện cho quá trình thiết kế của các bạn hơn nhá. Nếu mà chúng ta đang ở tầng 2 này mà chúng ta nhìn ở cái đề mục underlay này, chúng ta chọn none nhá thì nó chỉ nhìn thấy cái tầng 2 mà thôi nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về cái underlay này nhé.
chúng ta đưa con chuột vào cái này này thì nó hiện ra một cái video. Đó. Chúng ta cùng xem xét cái video này nhá. Đây. Các bạn nhìn ở đây này. Chỗ này này, nó hỏi các bạn này là bay này. Bay là cái mặt phẳng phía dưới. Top đây này là cái mặt phẳng phía trên. Nói chung ấy, underlay nó sẽ cho các bạn nhìn được trong hai cái mặt phẳng là giới hạn bên dưới và bên trên nhá. Bên dưới này. Bên trên này, bên dưới được gọi là bay nhá, bên trên được gọi là top nhá. Rồi. Thế thì các bạn nhìn này. Bên dưới này, bên trên là level tầng 1 và level tầng 2 đúng không? 3 này. 3 là look up tức là nhìn từ dưới nhìn lên, đúng không? Đấy. Nhìn từ dưới nhìn lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy được cái kết quả là như thế này đúng không? Các bạn nhìn này, đây là hai cái trần này đúng không? Nếu mà nhìn từ dưới nhìn lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy cái trần này trước này. Sau đó chúng ta mới nhìn thấy cái trần này đúng không? Cho được kết quả như này đúng không? Rồi. Còn look down tức là nhìn từ trên nhìn xuống nhá, tức là bắt đầu từ cái bên trên này. Cái top này, nhìn xuống này. Và chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy cái này trước rồi, đúng không? Thì các bạn nhìn này, kết quả nó bên trên. Đó. Thế thì look up là nhìn từ dưới lên, còn look down là chúng ta nhìn từ trên nhìn xuống nhá. Thế các bạn hiểu cho mình khái niệm đơn giản là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy thử nhá. Nếu mà chúng ta chọn none này thì hiển nhiên ở chỗ này nó sẽ chỉ có tầng 2 thôi. Còn nếu ở đây bay ở đây này, chúng ta chọn là tầng 1 là tức là tôi muốn cái chân của tôi ấy, nó ở tầng 1, đúng không? Và tôi muốn đỉnh của tôi này nó nằm ở cái tầng 2. Đó, tức là tôi đang nhìn từ tầng 2 xuống tầng 1 đúng không? Các bạn nhìn này. Đỉnh tầng 2, chân tầng 1 và look down là nhìn từ trên xuống dưới đúng không? Rồi chúng ta sẽ sang cái mặt cắt để chúng ta xem nhá. Đây. Đỉnh của chúng ta đây. Top đây này. Bay nó là cái này này. Và look down chúng ta đang nhìn từ đây xuống đây đúng không? Và chắc chắn rồi, nếu mà chúng ta nhìn từ đây xuống đây thì chúng ta sẽ gặp phải cái trần đúng không? Cái trần này, trần thạch cao của mình này này. Đúng không? Thế thì chúng ta kiểm tra lại nha, xem có đúng không nhá. Đây, đúng nhìn thấy cái trần thạch cao luôn này. Các bạn thấy không? Không nhìn thấy cái sofa nữa đúng không? Rồi, bây giờ nhá, mình sẽ điều chỉnh lại một chút xíu này. Mình ra mặt cắt nhá. Bây giờ này, cái top của mình ấy, mình chọn là cái level đặc biệt đấy đi. Top này. Còn cái bay ấy, cái chân ấy, mình chọn là cái này đi. Và nhìn mà sau đó mình chọn look down nhá, nhìn từ trên xuống nhá. Thì chắc chắn là nó sẽ không nhìn thấy cái này nữa đúng không? Và nó sẽ nhìn thấy cái sofa này của các bạn này. Đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sang tầng 2 nhá. Mình sẽ chọn là cái chân là level tầng 1. Còn cái đỉnh này là level đặc biệt đi. Cái này thì level mình vẽ thêm một thôi. Đấy. Và look down nhìn từ trên xuống dưới nhá. Đó, các bạn thấy không? Là chúng ta đã nhìn thấy cái bộ bàn ghế sofa rồi. Đó, rất là đơn giản đúng không? Trong trường hợp này thì mình chỉ chọn look down là chủ yếu thôi. Thường thì khi thiết kế thì mình chọn look down để mình nhìn các cái phần cấu kiện, đúng không? Còn look up ấy, khi mà mình kiểm tra các cái phần trần thạch cao thì mình sẽ chọn cái look up các bạn nhé. Underlay khá đơn giản đúng không? Còn nếu mà chúng ta muốn chỉ hiển thị tầng 2 thôi thì chúng ta sẽ là nặn. Khá đơn giản đúng không mọi người? Tìm hiểu về lệnh create similar. Đây là một lệnh rất đơn giản các bạn nhé. Nhưng mà phải nói rằng là nó rất hữu ích cho các bạn nếu mà các bạn muốn vẽ nhanh hơn đấy. Đây, giả sử như này nhé. Ở đây thì mình có cái cửa sổ nhỏ này. Rồi, cửa sổ to này. Và cái cửa đi này. Đó. Thế thì các bạn mới vẽ Revit nhé. Thì chúng ta hay bị như thế này. Giả sử chúng ta vẽ xong những cái cửa này rồi, đúng không? Chúng ta muốn lấy cái cửa này chúng ta đưa sang bên này, đúng không? Thì chúng ta lại phải vào trong cái phần Windows. Rồi chúng ta tìm đúng cái cửa đó, đúng không? Tìm đúng cái cửa này này. Sau đó chúng ta lại đặt nó sang bên này, đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn cái cửa nhỏ này, đúng không? Đó, thì bây giờ mình lại phải vào trong cái này này, Windows này. Các bạn tìm đúng cái cửa nhỏ này, đúng không? Sau đó lại chúng ta lại tìm cách chúng ta đặt vào đây, đúng không? Đấy, như thế thì nó hơi mất thời gian nha các bạn nhé. Thế thì các bạn vẽ nhanh ấy, thì chúng ta nên dùng một cái lệnh như thế này này. Ở đây trong bảng mệnh Modify nhé, khi chúng ta chọn một cái cấu kiện bất kỳ, giả sử như là cái cửa này đi, cửa to này nhé, thì các bạn sẽ thấy ở đây có cái kiểm này là create similar. Đây, phím tắt của nó là phím CS và nó sẽ nhớ lại cái lệnh, nó sẽ nhớ ra cái đối tượng mà chúng ta vừa chọn và chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng nó nhá. Bây giờ mình chọn này. Sau đó thì mình tích vào đây này, hoặc là mình có lệnh CS nhá. CS này. Thì các bạn thấy không? Đấy, ra đây luôn này, ra đây luôn này. Tương tự này, mình muốn cái cửa này đúng không? Mình gõ CS. Sau đó các bạn nhìn này, ra đây luôn này. Tương tự này, mình chọn cửa nhỏ này, mình có lệnh CS này. Các bạn thấy không? Ra đây luôn. Tức là chúng ta không cần phải vào trong cái đề mục là
Windows, rồi chúng ta chọn những cái chủng loại nữa. Mà chúng ta thích cái chủng loại nào thì chúng chỉ việc chọn nó này, sau đó chúng ta gọi lệnh CS thôi. Thì các bạn lập tức sẽ có được cái thuộc tính của cái đối tượng đó nhé. Sẽ có thể copy và thiết kế ở các vị trí khác nhau. Rất đơn giản và nhanh đúng không mọi người? Oh my god! Wow! Load đúng chủng loại cấu kiện. Các bạn mới vẽ Revit thì rất là nhiều khi chúng ta load sai cái chủng loại nhá, và nó sẽ dẫn ra cái tình trạng là lỗi đúng không? Ví dụ như thế này, ở đây nhá, thì các bạn vẽ những cái cột mà bê tông cốt thép như thế này này, thì chúng ta sẽ phải dùng cột kết cấu nhá. Ở đây chúng ta muốn dùng cột kết cấu thì các bạn vào trong phần structure và các bạn tích cho mình vào column đúng không? Column ở đây. Rồi, mình sẽ chọn là vertical column, tức là cái cột dọc này. Và ở đây mình sẽ load family nhá. Các bạn nhớ rằng là chúng ta đang vẽ cột kết cấu. Có một số bạn không để ý thì các bạn load cho mình cái cột này vào. Các bạn search cho mình cái từ column này. Các bạn không để ý nhá. Các bạn search cho mình cái cột này. Nhưng thực ra cái cột này này, nó là cột kiến trúc, không phải là cột kết cấu nhá. Nó không đúng cái chủng loại cấu kiện, vì thế nên nó sẽ xảy ra lỗi. Giả sử ở đây nhá, mình chọn column này. Sau đó mình chọn cột này đi. Sau đó mình ấn nút open nhá. Thì các bạn thấy rằng đó, nó bị sai chủng loại đúng không? Thế thì các bạn nhớ rằng như này này, chúng ta phải chọn đúng chủng loại nhá, bằng cách là chúng ta tích vào load family này. Cột kết cấu thì chúng ta nhớ nhá, nó sẽ có một cái từ là gọi là structural. Các bạn có nút SC. Đây, structural column này. Nó sẽ phải là cái chủng loại cột này các bạn nhá. Các bạn tích vào đây. Đó, tích vào đây. Sau đó giả sử mình chọn cột này nhá, mình ấn nút open này. Đây. Đã load đúng cái chủng loại cột vào trong này rồi nhá, và chúng ta có thể sử dụng nó được nhá. Rất là đơn giản.